Rồi cái này đầu này mới mua vô nè. Con này là Sony ha. Sony đó xem đi nha. Còn con này là Toshiba. Con này là gì đây? Sáp. Sáp gì đây? Mất số rồi. Con này Sony bị bể mặt rồi bỏ. Con này Panasonic. Con này là gì đây? Không có hiệu. Con dưới này thì bán đến 180 lần, con này nặng lắm. Nhưng mà bị bể rồi luôn á. Con dưới này xem đi bỏ đi. Chỉ có mấy con này nè, 1, 2, 3, 4, 5 con thôi. Rồi cảm ơn nhiều ạ.